đời, mang nét đặc trưng riêng của từng quốc gia khu vực. Kính mời quý thầy cô, các anh chị và các bạn cùng tham gia nét đẹp trong đêm hội truyền thống cái nước châu ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bộ trang phục truyền thống đến từ đất nước mặt trời mọc. Kimono là trang phục truyền thống của Nhật Bản có từ hàng trăm năm nay. Nói đến kimono là người ta nghĩ ngay đến sự phù tay với hình ảnh người phụ nữ Nhật Bản đẹp kiêu sa cùng với những cánh hoa anh đào mỏng manh. Đa phần những phụ nữ Nhật Bản đều không thể thiếu trang phục này trong tủ áo. Những chiếc kimono xinh đẹp, tinh tế, tao nhã đã tạo nên vẻ đẹp kín đáo và say mê lòng người. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón bộ trang phục tiếp theo đến từ xứ sở Kim Chi. Hanbok tượng trưng cho nét đẹp truyền thống của phụ nữ Hàn Quốc, thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống và là biểu tượng của đất nước này. Người Hàn Quốc thường chọn Hanbok có màu sắc nổi bật, tươi sáng vào dịp Tết, thể hiện hy vọng vào một năm mới tốt lành. Mặc dù ngày nay Hanbok chỉ được mặc vào những ngày lễ truyền thống, nhưng tình yêu mà người dân Hàn Quốc dành cho Hanbok là rất lớn. Bộ trang phục truyền thống tiếp theo được đến từ đất nước Ấn Độ. Sari hay còn gọi là sari là bộ trang phục truyền thống tại đất nước Ấn Độ. Sari còn là một nét văn hóa tôn theo sự bí ẩn và quyến rũ của người phụ nữ Ấn Độ. Tiếp theo chương trình là bộ trang phục đến từ đất nước Trung Quốc. Những chiếc váy sừng sáng là niềm tự hào của những người phụ nữ Trung Hoa. Váy sừng sáng mang lại nét đẹp dịu dàng, tao nhã và vẫn vô cùng gợi cảm, quyến rũ cho người phụ nữ. Cũng vì lý do đó mà những chiếc váy sừng sáng ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống trang trí. Tôi nghĩ là sừng đơn giản là một bộ lễ phục. Váy sừng sáng. Nào, chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào mừng bộ trang phục truyền thống đến từ đất nước Triều Voi. Trang phục truyền thống Lào là một chiếc váy ống đơn giản được làm bằng lụa, tơ lụa, bông hoặc bông chỉ, dệt hoa tiết, họa nhiệt, họa tiết, tinh tế cũng như theo ren tinh xảo. Tiếp theo là bộ trang phục đến từ đất nước Thái Lan. Là một đất nước có nền đạo Phật lớn mạnh trong các nước Á Đông. Người Thái rất tự hào về văn hóa và trang phục của họ. Không chỉ là nét đẹp văn hóa, trang phục truyền thống của Thái Lan còn góp phần tôn lên hương sắc riêng của con người và đất nước Thái Lan xinh đẹp. Chúng ta hãy đưa mắt về sân khấu để ngắm nhìn bộ trang phục tiếp theo đến từ đất nước Malaysia. Được mệnh danh là châu Á thu nhỏ, Malaysia là một quốc gia đa dân tộc, là thiên đường nhiệt đới ngay tại trung tâm Đông Nam Á. Malaysia là quốc gia có tổng số người theo dân Hồi giáo khá đông. Bởi vậy, trang phục truyền thống này biểu hiện nét đẹp và ẩn chứa một ý nghĩa văn hóa rất lớn. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá bộ trang phục đến từ đất nước Campuchia. Trang phục truyền thống Campuchia sao có được xem là vô cùng xinh đẹp. Rất là một người nông dân sinh sống ở xứ sở chùa Nam này. Trang phục truyền thống của người Campuchia khá cầu kỳ và rực rỡ, thường được sử dụng trong các dịp lễ cưới truyền thống, lễ hội và trên sân khấu cổ truyền. Dù thế nào đi nữa, đối với tất cả mọi người dân sống tại Campuchia thì sao có luôn được xem là kiểu quốc phục. Và cuối cùng là bộ